Yamasai xin kính chào tất cả hai anh em nhé. Thì cái tác phẩm này thì mình quay ở sân nhà khá nhiều rồi. Thì hôm kia là Yamasai của anh Tuấn mang cái tác phẩm này xuống dưới đây. Cây ở nhà đấy hôm nay mới quay được anh em ạ. Siêu phẩm 30 tỷ đã xuất hiện ở triển lãm Triệu Sơn Thanh Hóa. Thì rất nhiều anh em đến đây anh em đã quay rồi. Ở đây thì có 3 tác phẩm nhé. Có cái tác phẩm Long Quy Xuất Động nữa. Và hôm qua là anh ấy giao dịch cho anh Thắng một cái tác phẩm triển lãm Linh Bình. Hôm nay là được phép của anh em là anh Thắng đã cẩu về Thanh Hóa rồi, đặt ở dưới phía dưới đằng kia. Nay anh Tuấn anh về rồi, mình thì ở dưới này với mấy anh em Thanh Hóa. Thế còn mai anh em vườn đấy chắc là sáng mai vào đây thôi. Đấy, cây thì thực ra đặt ra một cái khoảng trống này thì nhìn trông nó mới uy phong được. Đấy, cây này của bác thì được anh em Thanh Hóa yêu ái đặt giữa ngã tư luôn. Đấy, biển đây các bác nhé. Cái biển này thì cũng mới đặt thôi anh em. Về cái độ già thì khỏi bàn anh em, cái chất lá thì chỉ bằng cái móng tay thôi. Có thể gọi là một siêu phẩm này anh em. Thì anh em mình đã quay rất nhiều cái cuốn video về cái tác phẩm này rồi. Rất già anh em, như hoa thạch luôn. Rất nhiều anh em đổ xô đến đây xem rồi. Thì tầm này mát mát thì mình mới ra đây mình quay các anh nhé. Mình sẽ lấy cái ảnh đại diện đây. Sau đó là mình sẽ quay cập nhật một số cái tác phẩm đẳng cấp ở đây cho anh em cùng xem nhé. Vâng các bạn nha, tiếp theo thì mình giới thiệu anh em một cái tác phẩm sung. Tác phẩm sung này là của vườn cảnh của chú Hùng Siếc. Cái cây này lúc trước là mình có quay bên Hưng Yên cho anh em xem rồi đấy. Em ơi, cây nào 4-5 tỷ em? Cây đây. Cây đây hả? Cây giữa này hả? Vâng. Cây nhỉ? Cái cây này có nhiều tiền không em? Cây này hơn 1 tỷ. Hơn 1 tỷ thôi à? Vâng. Đấy, cây nhà đấy, nhà em mang xuống đấy. Cây đấy. Đấy. Đây, cái tác phẩm sung rất nhiều người hỏi đến để xem cái tác phẩm này. Tác phẩm sung này thì lúc trước là của anh gì bên Hưng Yên này, mình quay nhưng mà lâu lắm mình không sang rồi. Thì vừa rồi giao dịch ở triển lãm Thanh Hóa. À, xin lỗi anh em, giao dịch ở cái cuối triển lãm Hà Nội anh em nhé, An Khánh ấy. Đây cái thằng này là nó xuôi sáng này mình quay cho anh em xem nhé. Mặt sau cái của cái tác phẩm này là kỳ đá các bạn. Đây mình quay sang cái góc này để mình quay cho anh em xem. Nó to quá các bạn. Một cái tác phẩm sung răng lão. Hình như là trước là giao dịch cuối cái triển lãm của Hà Nội là 1 tỷ 2 hay sao các bạn nhé. Nhưng đợt đấy là mình không có đấy. Vâng quý vị các bạn nhé, thì tiếp theo là một cái tác phẩm xanh. Đây là một cái tác phẩm xanh rất khủng. Đây mình sẽ quay cho anh em xem cái tên tác phẩm trước nhé. Tác phẩm cây xanh gia tư hảo túc của chủ nhân là Thành Lam. Số điện thoại đây. Tầm này nếu cái tác phẩm này mặt ngoài đây quay buổi sáng nó sẽ đẹp hơn các bác nhé. Thì đây là mặt sau của mặt sau thì quay mặt kia thì nó đẹp, thế nhưng mà nó là mặt sau, nó không bị chói nắng. Khả năng là nhìn vẫn có thể rõ được đúng không các bạn? Đây mình quay sang cái mặt này nhìn sẽ rõ hơn. Cái này theo như mình thì nó cũng chưa được già lắm anh em ạ. Bệ của nó thì đúng là bệ đẹp thật. Nếu mà để độ già thì chưa được già lắm. Tăng
là cái tác phẩm thứ 3. Rất khủng các bác nha. Vâng các bạn nha, tiếp theo là đến với một cái tác phẩm xanh cổ. Tác phẩm có tên là Cội Nguồn của anh Nguyễn Mạnh Cường. Đấy, bên cạnh này tí nữa mình sẽ review cho anh em cái tiểu cảnh ấy luôn. Đấy, tầm này là quay xuôi sáng này thì nhìn nó sẽ rõ hơn. Đấy. Một tác phẩm rất mịn. Đấy, số điện thoại đây anh em nhé. Mình sẽ quay sát cho anh em xem cái thân bệ trước này. Bộ bệ được anh chủ nhân kỳ đá. Cũng lâu rồi, bết rồi các bác nhé. Nói chung là những cái tác phẩm đẹp thì mình không dám bình luận gì thêm, quay cho em ngắm thôi. Còn tất nhiên là mỗi người có một cái phong cách, một cách nhìn cây khác nhau. Đấy. Còn riêng cây của mình thì mình mới dám bình luận vào những cái góc sâu, còn không phải cây của mình thì mình chỉ quay anh em ngắm thôi. Đấy. Một tác phẩm xanh hoàn thiện. Cây này rất là già rồi các bác nhé. Cây nào già mình nhìn biết ngay. Chọn những cái siêu phẩm để quay cho anh em xem trước. Đây, một cái tiểu cảnh này. Một tiểu cảnh tí những cây phi lao rất là đẹp các bạn. Cái này mà anh em mình có nhà rộng biệt thự ấy, mà mua những cái đặt thì nhìn rất là đẹp. Chơi cây không nghĩ là không những là cho chúng ta là những cái lúc mà thư thái các bác nhé, nó đem lại những cái giá trị về nghệ thuật và tinh thần rất là cao. Đấy, sau cái tiểu cảnh này thì sẽ đến những cái siêu phẩm tiếp theo tại triển lãm này. Vâng các bạn nhé, thì bây giờ thì tiếp theo cuốn video này thì Yên Bonsai sẽ giới thiệu cho anh em là một cái siêu phẩm dưới các bạn nhé. Cái này hôm qua thì hôm kia chưa có đây, hôm nay mình thử có đây các bác nhé. Thì một tác phẩm dưới rất là đẹp. Những cái tác phẩm này tầm này mà quay vào tầm sáng nó đẹp hơn. Tầm này chiều rồi, bên mặt phải nó đang bị chói nắng các bác nhé. Mình sẽ cố gắng mình quay cho anh em những cái thước video chân thực và nét nhất. Ok, cái này không chưa thấy treo tên nhờ cô nhỉ? Không. Cây dưới chứ. Thế nhưng ý là tên tác phẩm ấy. Tên tác phẩm ấy chứ ạ. Chưa có tên đúng không? Nhưng mà họ đây họ không có tên, có nhiều cây họ đặt. Chưa treo đây anh ạ. Cây này là mình biết cây xanh kia, nhưng mà nó có cây, nó có tên đâu. Cây này gọi là cây dưới. Anh là cây mới sai gì đấy? Em Yên Bonsai. Yên Bonsai ạ. Yên Bonsai. Có bằng vàng ăn được á. Nhưng mà bây giờ nếu mấy anh em mang cây kia xuống đây đi. Cành dài lắm, cứng gần một cái cành bé là mình bám lên mình dùng cái máy nó lại lên chặt. Đẹp quá anh ạ, một tác phẩm dưới. Làn rất rộng. Lâu lắm mới gặp tác phẩm dưới. Hôm nọ ở bên Linh mình có một cây nhưng mà khả năng nó dàn hay là những ý là nó để độ nghệ thuật khó nên không bằng cây này. Cây của mình là thành cái cây cây. Cái này không biết là ở chủ nhân ở đâu đi anh nhỉ? Đẹp quá các bác ạ. Mấy tí cho anh em xem một chút này. Cây mà châu kêu kìa là búa đấy. Đây anh em nhá. Cái mặt bên này thì nhìn nó rõ hơn này. Tí thì dẫm xuống cái ô này. Nguy hiểm quá. Một siêu phẩm dưới, có thể gọi là một siêu phẩm anh em nhé. Vâng các bạn nhé, thì anh em nhìn cái tác phẩm này chắc rất là quen đúng không? Đi cả triển lãm này thì nếu mà để tìm được một cái cây mà có cái bộ bệ chảy mà nó rút như này thì khẳng định anh em là ít.
ít trong số được những cái tác phẩm như này. Thì tác phẩm này mình cũng quay trên kênh rồi, hôm mình quay cùng cái tác phẩm là máy khâu ấy các bạn nhé. Và vừa rồi anh Tuấn đổi tên là cái tác phẩm Xuân Thu đấy. Thì cái tác phẩm này là hôm giao dịch là anh Tuấn giao dịch giao lưu cho anh Thắng ở trong Thanh Hóa này. Thì hôm sau là xin phép là anh cọc cái đấy vào đây luôn. Đây, khẳng định với anh em luôn nhá, để mà tìm được những cái bộ bệ như này tôi khẳng định với anh em là ít lắm. Đấy, thần pháp rất đẹp các bạn nhé. Cái bộ bệ của nó chảy này, nó dẹt như bàn tay này. Đấy, tác phẩm này thì anh em xem kỹ cái tác phẩm này bên cái kênh của Yên Bonsai nhé. Yên Bonsai quay rất kỹ cái tác phẩm này rồi. Ui, nhìn bộ lực của nó quá khỏe luôn, nhìn phê thực sự đấy. Mà nhìn những cái tác phẩm, những tác phẩm máy khâu thì chấm hết luôn anh em ạ. À, tiếp theo thì Yên Bonsai sẽ giới thiệu cho anh em là một cái tác phẩm xanh cổ của chủ nhân là Hoàng Đình Thông. Tác phẩm này khá to các bạn nhé. Đây, mình phải đứng xa ra một chút, mình quay cả cái bể cho anh em cùng ngắm này. À, các bạn ơi, đây là cái bộ ba tác phẩm anh em nhé. Đây, bộ ba tác phẩm xanh cổ này. Đây, mình quay cho anh em xem cái bộ bệ của cái cây này trước nhé. Hầu như cái mặt này, hai tác phẩm này, cái tác phẩm này các bạn nhé, xin lỗi anh em, cái tác phẩm này hai mặt như nhau luôn. À, tiếp theo là mình sẽ quay cho anh em xem một số cái tác phẩm đẹp tại triển lãm trước. Đấy, tiếp theo sẽ là một cái tác phẩm xanh long lùn. Cái tên là tác phẩm ở đây, cái những cây này chưa treo các bác nhé. Đấy, dã man anh em. Bộ bẹ bộ móng của nó quá khủng luôn đấy, rất là liền lạc. Mặt này thì nhìn có thể là rõ hơn các bác nhé. Đây, đây, rất là đẹp và rất là dài, nhìn phê thực sự luôn. Cái bộ bệ của nó anh em ạ, bộ bệ rất là đều, móng rồng phân rất là đều các bác nhé. Tiếp theo ở cái cuối video này thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái tác phẩm xanh dáng làng, được kê trên một cái đôn xịt ong rất là đẹp, đặt trong một cái bể đá. Đây là tác phẩm xanh cổ của anh Nguyễn Mạnh Cường. Quay cho anh em xem cái bộ bệ trước, sau đó sẽ quay bóng tán các bác nhé. Dạ. Tác phẩm này mà tỉa răm đi thì nhìn còn phê nữa anh em nhỉ, ngắm răm không đây. Cái mặt bên này thì quay nó sẽ nét hơn. Thì vừa rồi mình giới thiệu cho em một số các cái tác phẩm mà nổi trội trong triển lãm, còn rất nhiều tác phẩm nữa nhé, thì mình sẽ quay ở cuốn video tiếp theo. Thì đặc biệt là cái tác phẩm
xanh ngũ phúc của anh Tuấn Thầy Chùa. Rất nhiều anh em từ hôm qua, người dân cũng đổ xô đến anh em triển lãm mà có những tác phẩm mấy chục tỷ thì người dân đổ xô đến xem. Đấy, thì cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video nhé.